phải bao ra thêm nữa. Quá đúng rồi. DC70 các bạn ơi. Này thì chuẩn bị lên phà đang đi ra đồng cắt lúa các bạn. Rồi giờ đi chạy lên cái vị cầu. Đây có hai anh đang nắm cái dây phà này nè. Rồi chiếc phà nó là xe. Rồi giờ cái máy lên rồi chạy trên đường lộ các bạn. Thank you.
đậu đây đợi mấy anh lấy bao lấy dây lên các bạn. Mấy anh chuẩn bị bao để lên máy cắt lần